Thời gian qua, ngành công nghiệp luôn giữ vai trò chủ chốt là động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh Long An. Trong giai đoạn tới, Long An tiếp tục nâng cao chất lượng và định hướng phát triển các nhóm ngành công nghiệp xanh, công nghệ cao, tạo ra các nhóm sản phẩm có giá trị thẳng dư cao. Theo đó, tỉnh khuyến cáo các doanh nghiệp đầu tư tập trung quy mô lớn đối với lĩnh vực sản xuất kim loại, sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, cơ khí chế tạo, điện tử, hóa chất và sản phẩm hóa chất, dược phẩm, dệt may, hình thành các khu sản xuất chuyên ngành hoặc liên kết nhóm ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic. Riêng đối với lĩnh vực chế biến thực phẩm, tỉnh ưu tiên chế biến sâu sản phẩm nông thủy sản, đóng hộp, nước ép, sấy, hình thành một số cụm công nghiệp gắn giới dùng nguyên liệu đồng tháp 10 nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, chất lượng cao. Đặc biệt, tỉnh chú trọng kêu gọi đầu tư để đa dạng hóa phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, ưu tiên phát triển điện khí, năng lượng mặt trời, tập trung hỗ trợ để nhanh tiến độ nhà máy điện LNG Long An 1 và 2 tại huyện Cần Giuộc và huyện Cần Đước. Long An phấn đấu đến năm 2030, tỷ trọng công nghiệp chế biến chế tạo đạt khoảng 46% đến 48% và tỷ trọng công nghiệp nặng đạt khoảng 11% trong GRDB của tỉnh.